Ngày 6 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Tới dự có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định số 1289 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động đồng chí Phạm Năng Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba sát về công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Chào quyết định và chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Phạm Năng Trung tiếp tục phát huy năng lực trách nhiệm, xây dựng cơ quan đoàn kết vững mạnh tham mưu đắc lực cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí Phạm Năng Trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.